Cảm ơn quý vị khán giả vẫn giữ làn sóng của đài truyền hình Lý Đại Sài Gòn TV để theo dõi chương trình Vẽ Đẹp Vĩnh Hằng. Và đến với phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ là những cái quà tặng khi mà quý vị gọi điện thoại vào order cũng như là đặt câu hỏi với Jennifer và Xuân Quỳnh. Thưa quý vị, ngày hôm nay công ty Forevermore cũng muốn gửi tặng cho quý vị là cái miếng che nắng KT Sunstop. Nếu mà quý vị chưa có đó, Jennifer recommend xem nào cũng phải có cái KT Sunstop hết. Một cặp dạy đi là 2 miếng, một miếng lớn và một miếng nhỏ. Một cặp trị giá là 15 đồng. Nhưng mà quý vị có thể xài cái này like lifetime luôn, tại vì đúng quality rồi. Của nó rất là cao cấp, không có thể nào mà cãi được hoặc là mớt được. Đúng rồi, mặc dù mà Xuân Quỳnh đã sử dụng rất là lâu năm rồi dưới ánh nắng mặt trời, nhưng mà Xuân Quỳnh cảm thấy là cái material, cái quality của nó giống như cái ngày đầu mà mình mua vậy, nó không có bị thay đổi gì hết á. Cái này là nó làm bằng cái plastic rất là strong, nhưng mà cái plastic này lại rất là an toàn, tại vì khi ánh nắng mặt trời vô nó không có bốc cái mùi và nó không có hại cho sức khỏe của mình. Miếng nhỏ đó thì Jennifer recommend quý vị dùng ở phía trước để cho nó an toàn, mình nó không có block cái blind spot của mình. Rất là dễ dùng, khi quý vị kéo cái miếng kính lên, mình chỉ cần lấy cái miếng này hít vào cái miếng xe và cái miếng kính. Sau khi quý vị xài xong hay là ánh nắng nó qua bên phía kia thì quý vị chỉ cần lấy nó xuống, không có dán ở đâu hết, rất là dễ dùng. Và miếng lớn đó, thì quý vị có thể để đằng sau, nếu mà quý vị có trẻ em hoặc là khách ngồi đằng sau đó, họ có thể dùng cái miếng lớn hơn để che ánh nắng khi quý vị lái xe vòng vòng. Cái này rất là tiện khi mình bị kẹt xe, mình đưa rước con, mình đi chợ. Xong mình nhận thấy là dạo gần đây thì cũng có rất là nhiều, khi mà mình lái xe trên đường cũng có rất là nhiều quý vị khán giả đã sử dụng cái miếng KT Sunstop. Và đây là màu xám. Jennifer rất là thích cái màu xám này. Nó đi hợp với lại mọi màu xe. Sau khi quý vị điện vào hôm nay để đặt những câu hỏi về những sản phẩm giảm cân, hoặc là xin những cái sample của Forever Be More đó, công ty Forever Be More sẽ gửi tặng cho quý vị một miếng che nắng, quý vị có thể lựa chọn từ màu xanh hoặc là màu xám. Thưa quý vị, cái số để điện vào đó là 888-933-7624. Và công ty Forever Be More đang có cái chương trình gửi những cái sample của những sản phẩm của em cho đến quý vị. Nếu mà quý vị đã thấy qua những cái sản phẩm nào quý vị muốn xài thử, hay là lên mạng của Forever Be More và thấy cái loại kem đó mình muốn xài thử nhưng mà muốn thử cái sample trước, quý vị có thể điện vào số 888-933-7624 để xin những cái sample đó cho free. Đúng vậy thưa quý vị, và đặc biệt là tại công ty dược mỹ phẩm Forever Be More, ngoài những cái sản phẩm về kem dưỡng da thì cũng có là những cái sản phẩm khác mà tốt cho sức khỏe nữa. Thí dụ như là cái bộ sản phẩm Lean MD ngày hôm nay mà Jennifer đã gửi đến quý vị khán giả. Ngoài ra thì nước uống collagen drink nè, và những cái sản phẩm mà Xuân Quỳnh thấy là có một cuộc gọi điện thoại vào. Dạ thưa quý vị, nếu mà quý vị điện vào và không có bắt kịp, xin quý vị hãy điện vào tiếp tục nữa. Cái bộ Lean MD ngày hôm nay đó trị giá là 150 đồng, trong đó có 5 sản phẩm cho quý vị. 5 sản phẩm đó dùng chung với nhau đó, nó sẽ giúp là tăng sức khỏe, năng lượng quý vị và sự trao đổi chất luôn. Hello Jennifer, xin mời. Hello. Hello, hi chị. Chị cho hỏi có loại tăng cường sức khỏe là cái loại gì em tăng thưa chị, là cái loại tăng cường sức khỏe là những cái trong cái bộ sản phẩm này gồm bữa nay vẫn có hạ da cái gì em? Dạ chị ơi, chị có thể mở nhỏ lại tivi hoặc là mình đứng xa tivi chút quá thì mình sẽ không có bị vang lại cái tiếng ồn. Mình chỉ cần nghe trên phone thôi ạ. Dạ thưa chị, nguyên cái bộ hôm nay, cái bộ Lean MD trong đó có 5 sản phẩm á, thì nó giúp tăng cường sức khỏe, nhưng mà quan trọng hơn á, nó giúp là tăng cái chất béo, tăng cái mỡ bụng cho nhiều phụ nữ mình, và nó giúp là giảm sự thèm ăn, đồng thời nó cũng giúp là tăng cái năng lượng của mình. Số 5 sản phẩm này kết hợp chung với nhau đó, nó có thể giúp cho chị giảm cân và giữ cái không có bị cái mỡ bụng nó còn giữ lại. Bao nhiêu một bộ? Một bộ hộp vậy em? Dạ, cái giá thường của nó đó là 200 đồng, nhưng mà ngày hôm nay cái giá đặc biệt là 150 đồng, và tụi em tặng thêm cái sản phẩm eyelash serum, là cái serum cho lông mi của chị đó, cái đó là trị giá 60 đồng, và ngày hôm nay chị được sẽ được tặng cái sản phẩm đó. Mua 300 đồng luôn hả? Không chị, cái bộ ngày hôm nay cái giá thường của nó là 200 đồng. Cái giá đặc biệt ngày hôm nay chị điện vào là 150 đồng và tụi em gửi tặng thêm một cái sản phẩm trị giá 60 đồng để tặng cho chị. Hello? Chị nghe này rồi, còn có cái gì nữa không? Tùy theo. Cho sản phẩm kem đó chị. Có hỗ trợ trình cái gì đó là bao nhiêu vậy? Cái nước uống collagen hả chị?
Dạ, hiện giờ cái nước uống collagen của tụi em là chị có thể điện vào cái số công để sau cái show em điện lại cho chị, tại vì tụi em có rất là nhiều promotion cho cái nước uống collagen vàng đó. Dạ. Dạ. Hoặc là em chị nha. Dạ, một hộp collagen nước uống á, là 150 đồng, trong đó có là 8 chai. Nhưng mà cái đặc biệt của nó đó là mỗi tuần chị chỉ có uống nhiều nhất là 3 chai thôi. Những cái loại collagen khác mình phải uống mỗi ngày một chai, cái này nó tuyển hơn. Một tuần chỉ cần uống là 3 chai thôi chị. Tại vì cái hàm lượng của nó gấp đôi lận. Mấy chai trong hộp, lên mấy chai? Một hộp là 8 chai. Dạ. Dạ, so một hộp vậy chị có thể uống cần đến 3 tuần lận. Và tụi em có những cái promotion đặc biệt, nhưng mà để có gì sau show em điện lại cho chị đó, để em hỏi rõ okay, hơn chị muốn loại collagen nào. Ok, chị tên gì chị? Cảm ơn em, có gì em điện cho chị nha. Dạ, chị tên gì chị? Chị tên gì chị? Emmy. Ok, em cảm ơn chị Emmy. Ok, thank you so much chị. Thưa quý vị, cái nước uống collagen của Forever Be More có tới 2 loại lận. Hello, Jennifer xin mời. Hello. Hello. Yeah, hi chị, how are you? Yeah, good chị. Cho em hỏi thăm cái là em đang còn nghe trên đài á, mà em muốn mua cái sản phẩm mà nhau thai cù á chị. Yeah. Còn không chị ha, em muốn mua sản phẩm nhau thai cù đó với lại cộng với lại cái thuốc viên đô á. Yes, tụi em đang có cái chương trình cho những sản phẩm kem là 2 tặng 1 với chị. So chị có thể mua là cái thuốc viên Beauty Dose với lại cái serum nhau thai cù. Hai sản phẩm đó đều có nhau thai cù hết thưa quý vị. Và khi quý vị dùng chung với nhau nó sẽ giúp trị nám. Thưa chị đã xài những sản phẩm đó qua chưa? Chị xài khoảng bao lâu rồi? Em đang order rồi, mua xài hết rồi. Còn khoảng chừng 1 tuần nữa là nó sẽ hết đó. Dạ, và chị xài chị thấy sao? Chị có thể share với lại khán giả được không chị? Dài á, chị thấy cái da nó căng ra mà nó thấy nó better hơn. Oh, that's good. I'm so happy to hear that. Dạ. Với lại em có uống thử qua cái chai đó luôn rồi thì mới uống hết chừng một tuần nay. Còn cái nhau thai cù thì còn được một chai. Cho nên nó tính là order. Mà sao chị gọi lại á, chị gọi lại chị nói, chị nghe nói là hình như là nếu mà đi tới chỗ đó quốc in vô á, chị mua một được tặng một phải không em? Dạ đúng rồi, nếu mà chị qua trên đài, tại vì thưa chị đang trên đài trực tiếp của bên Little Sài Gòn TV của tụi em đó. Thì khi nếu mà chị ở trên San Jose đó thì đang có một tặng một cho những khách walk in thôi. Em chưa chắc ngày nào nó sẽ hết cái chương trình đó, nhưng mà cái đó là cho khách walk in ở San Jose thôi chị. Okay. Dạ, so nếu mà chị có gia đình. Có gia đình ở đó đó, em nói okay. Em sẽ tới mua cái đó là một tặng một cho nhau hay cùng với cái đồ luôn thôi ha. Dạ. Ok, em rồi. Cái đó em có được tặng thêm cái miếng che cái túi xe không chị? Dạ có, chị tên gì chị để em báo với họ. Em tên là Dung. Ok, chị Dung, có gì để sau show em sẽ nhắn cho chị đó và em lấy em sẽ báo với bên sales cho chị nha. Dạ rồi, okay. Rồi xong rồi em sẽ gửi về nhà em ghé đó lấy cho em. Dạ, dạ rồi, em cảm ơn chị Dung rất nhiều. Dạ thưa rồi, chị. Cảm ơn chị nhiều. Dạ, dạ rồi, cảm ơn chị. Hello, Jennifer xin mời. Hello. Hello, em ơi, chị nghe tới cô kia mua cái cách gì nhau thay cường cho chị được không? Dạ, dạ được chị. Chị hả? Dạ, chị Amy phải không? Em có lưu là số phone chị đây. Để sau show em điện lại cho chị đó, về em chỉ cách để em share với chị thêm về hai sản phẩm đó. Và có gì chị đến chi nhánh của tụi em, tại vì tụi em có hai chi nhánh lận. Ở Nam Cali tụi em cũng có. Ok. Ok, thank you chị Amy. Dạ, thưa quý vị, hồi nãy cái cô Dung cổ share đó là cái sản phẩm Placenta Essence, là cái serum nhau thai cù. Cái sản phẩm đó công ty Forever Be More đã ra đời đây cũng khoảng một năm rồi, nhưng mà có rất nhiều khách thích. Tại sao? Tại vì nó giúp trị nám, tàn nhang, những cái làn da mà bị sạm màu một cách rất là nhẹ nhàng nhưng mà có hiệu quả, tại vì nó dùng cái chất của cái nhau thai cù đó để đánh vào những cái vết nám của quý vị và nó vỡ ra và nó sửa chữa cái tế bào của quý vị luôn. Sản phẩm đó là 200 đồng. Và cái cổ cũng có share về cái collagen beauty dose á, cái đó cũng có chất nhau thai cù trong đó, nhưng mà nó là cái thuốc viên, trong đó cũng có collagen, những cái thành phần khác mà giúp là loại bỏ những cái vết nám, những cái da xấu từ trong ra ngoài luôn. So nếu mà quý vị muốn thêm chi tiết về hai sản phẩm đó, Jennifer xin mời quý vị hãy điện vào 888 933 7624. Yeah.
Thưa quý vị, và đường line của công ty đang mở, khi mà quý vị gọi điện thoại vào sẽ được tặng thêm một miếng che nắng đến từ công ty KT Sunstop. Ngoài ra thì nếu mà quý vị có những cái câu hỏi nào thắc mắc cũng như là muốn chia sẻ, giống như là chị Nhung vừa qua là đã chia sẻ là những cái hiệu quả khi mà chị sử dụng nhau thai cừu. Yeah. Và những quý vị nào mà đã điện vào show hồi tuần trước, rất là cảm ơn những anh, những chị và những cô đã điện vào. Công ty Forever Be More đã cởi ra những cái miếng che nắng đã đầu tuần nay rồi. So cảm ơn quý vị chờ đợi. Trong đó công ty Forever Be More cũng cởi đến cho quý vị những sản phẩm sample của giống như kem yến, serum nhau thai cừu, sữa rửa mặt nhẹ, kem nhẹ. Và nếu mà quý vị chưa có cơ hội để xin những cái free sample đó, Jennifer xin mời quý vị hãy điện vào. Số phone đó là 888-933-7624. Quý vị có thể share thêm về cái làn da của quý vị đang xài sản phẩm gì, và để công ty Forever Be More tìm một cách nào công ty có thể giúp quý vị với làn da đẹp. Một trong những cái promotion mà rất là nhiều quý vị khán giả yêu mến đó là mình có thể mình sử dụng được những cái sample của kem, phải không Jennifer? Yeah. Tại vì mỗi người phụ nữ thì mình có một cái loại da khác nhau, có người thì da dầu, da khô, rồi có người thì da hỗn hợp nữa. Yeah. Thì với cái promotion của công ty đó, với cái chương trình của công ty thì quý vị có thể sử dụng cái sample trước để mình phù hợp xem cái loại kem nào thích hợp với cái loại da của mình. Yeah. Và những cái loại sample này không phải là xài một lần, hai lần đâu quý vị, cái này mình có thể xài tới 4-5 lần. Mỗi cái hũ kem vậy đủ cho quý vị xài vài ngày lần để quý vị chính xác nhận được, cảm nhận được nó có hiệu quả, nó có hợp với làn da mình hay không. Dạ, và đồng thời công ty Forever Be More cũng có những cái sample của những cái nước uống giống như nước uống collagen beauty drink, và công ty Forever Be More xin mời quý vị hãy thử. Với độ tuổi của Jennifer bây giờ thì Jennifer đang sử dụng những cái loại kem nào? Thưa quý vị, nói về giống như những cái thực phẩm chức năng đó thì mỗi ngày Jennifer uống là tinh bột nhẹ nè, và cách một tuần đến hai lần thôi Jennifer uống một chai nước collagen. Tại vì Jennifer năm nay là 26 tuổi, mình không cần thiết tới ba chai lận, hai chai là đủ rồi. Và Jennifer cũng of course xài những cái sản phẩm Cooling MD. Thưa quý vị, Jennifer thấy một cuộc gọi, Jennifer xin bắt. Hello, Jennifer xin mời. Hello. Hello. Hi chị, how are you? Có phải cô Jennifer không? Dạ đúng rồi cô. Hello, cô dạ. Jennifer. Dạ, dạ thưa cô. Tôi nghe cô quảng cáo cái nha thai cừu đó. Dạ. Trị nám cái nhăn da rồi đó. Dạ. Và bây giờ tôi muốn cô cho tôi xin cái sample tôi dùng thử được không? Dạ, dạ được cô tên gì? Cho cái chiếc sample. Dạ, dạ được cô tên gì cô? Con xin tên của cô. Hello. Dạ. Con xin tên của cô á. Dạ. Dạ. Dạ thưa quý vị, là khi mình gọi điện thoại vào chương trình đó thì mình không có cần phải nghe trên TV. Cô tên Lâm Lan. Lâm Lan. Ok, dạ. Con cảm ơn cô Lan để sao show con điện này cho cô nha. Lâm Lan. Dạ rồi. Dạ con cảm ơn cô Lan rất là nhiều. Dạ. Dạ để sao show con điện lại cho cô nha. Alo. Dạ để sao show để sao cái chương trình con sẽ điện lại cho cô và cô nghe được không? Dạ, dạ được cô, để sao sao con điện lại cho cô. Dạ. 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 Dạ, xin lỗi quý vị, cái phone nó có nhiều lúc là nó bị mất sóng. Đúng rồi, với lại khi mà mình gọi điện thoại qua quý vị không có cần phải nghe trên TV đâu, quý vị chỉ cần nghe trên phone thôi. Và rất tiếc là thời gian dành cho chương trình không còn nữa. Tuy nhiên đường line của công ty vẫn còn mở qua số phone là 1888-933-7624. Quý vị có thể gọi điện thoại vào để mà order những cái sản phẩm mình yêu mến. Và Jennifer và Sinh Quỳnh xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng trong khung giờ từ 6 giờ cho đến 7 giờ trên đài Little Saigon TV.